Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135 nâng cấp cái phần dàn chân để cho cái nhìn nó mảnh mai quyển chuyển. Trên cái chiếc Exeter 100 dọn hôm nay, người chủ thực hiện một loạt những cái hạng mục đột phá khiến mình chiếc xe trở nên vô cùng khác lạ so với phần bản. Yếu tố gây đột phá ấy ngay lập tức được mình giải đáp bằng cái chiếc xe dọn hôm nay. Cái đồng hồ nguyên bản hiện được thay mới bằng một cái chiếc đồng hồ của Omar Racing, hiển thị mọi thông tin qua cái màn hình LCD và có luôn thông báo cái phần tua máy lên xuống khi người chủ vặn ga hoặc nhả ga. Nhược điểm là dễ bị teo lão tay lái nên người chủ khắc phục bằng cách nâng cấp cái trợ lực của Olin với cái hành trình là 120m, hấp thụ những cái xung động từ cái mặt đường để giúp cái phần tay lái thêm chút ổn định. Diện mạo đặc sắc trên tay lái từ hình thành những món đồ chơi rất là chất lượng như cụm thắng của Rainbow Asset, chó đen hai tầng của Simpath đi cùng với cụm con của Donald tiếp em. Danh trước của con xe, một cái món phụ tùng đến từ cái mẫu Triton X 105 của Hy Lạp, có thiết kế tràn viền không âm và bên trong cái bề mặt dạng áo như những dòng sensin. Buộc áo dưới xe định hướng theo một cách của Triton X 105. Cái phiên bản của Instagram độ hôm nay thuộc cái dòng Instagram 4 số còn tài, cái đời là 5B71, nên nhãn sức đã trang bị sẵn cái mâm hợp kim. Tuy nhiên người chủ đã phá cách chèn chân bằng chuyển qua một cái vận dụng là cam đồng niền với cái phần niền của SL ASEAN mảnh mai uyển chuyển. Nó vừa lung linh kết hợp cùng chiếc cam Nova giúp chiếc xe linh hoạt hơn và có trọng lượng đã được cút giảm. Hệ thống thắng trước được nâng cấp dễ thắng của TBT 220 kết hợp với heo của Fandolit 2bit để tạo ra một cái sự lạc cho dàn chân trước. Ngoài cái việc bổ sung dầu heo ống độc S thì người chủ chiếc xe hôm nay còn trang bị thêm nét dầu đỏ rực, cái tông siêu tông với cái nhãn hiệu to của con heo. Cái sự khác biệt cái phụ bản với cái phụ sau đến từ Olin, chẳng những sở chứng minh cái phần bình dầu hầm hố lấp đầy khoảng trống giữa dàn áo và phần bánh sau, mà có thể điều chỉnh thông qua hai cái núm trên bình dầu và chân phụ, sao cho tạo cái hiệu năng nhún nhảy nó êm ái phù hợp với nhiều địa hình khác nhau. Theo chia sẻ từ người chủ thì cấu hình động cơ hoàn toàn là nguyên bản, thậm chí vẫn chưa rớt đầu để bảo dưỡng. Tuy nhiên hiệu sức này được tối ưu hơn nhờ vào cái bài lập bô xăng lửa, đem tính cái độ bốc và vận tốc nó vượt trội một chút so với một cái chiếc Instagram. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Em ấy dọn đẹp ba cháy theo một cái size cam và đen. Rất là lỗi chúng ta khi thấy những cái dòng lợi Valorix xuất hiện dày đặc, mãi mê đi theo cái trào lưu mà quên rằng ở trong nước có một cái phiên bản đẹp không kém, đó cái chiếc là FX, và bản dọn hôm nay là một cái minh chứng cụ thể. Vẫn giữ cho mình một cái trào lưu lấy cái tông màu ấy, các chi tiết nhựa nhám được xưng là cái tông màu cam đỏ bật, kết hợp cùng với đó là cái bộ chiếc áo đen bóng đi cùng với cái bộ tem cam rất là hài hòa. Nơi phần đầu được nhấn nháy nhàng bật cái tay thắng dầu theo đến từ Alin, tích hợp cho mình cái bình dầu rời nằm trên, đủ các tính năng tiện lợi trừ khả năng chống gãy. Cái tay này không được trang bị. Tuy nhiên màn hình của Alin nó cũng lấy đi một cái cốc nhựa bóng ở phần dưới áo, còn cái cụm hoạt động được kiểm soát bởi Raceboy phiên bản hình nhôm đúc. Đến với phần dàn chân, chúng ta bắt gặp hai cục Rainbow lục lớn hai bên xứng kết hợp dầu heo trị giá hai món đồ chơi này khoảng hơn 3 triệu, chưa kể đến chi phí làm phát heo ốc titan đi kèm với phần đĩa thắng Raceboy kích thước 220. Với cái bộ S bình dầu điện nằm trên phiên bản dành cho IP sử dụng cán như xin, không chế cháo bất cứ chi tiết nào, rất tiện lợi cho người dùng. Ở phiên bản sau, có phần logo trên bình dầu được khắc laser trực tiếp, rất hiện đại, bền khá năm tháng. Tiếp đến, ta thấy cái nhìn nó toàn diện hơn dàn chân với bộ mâm 5 cây, nó khác biệt sở mâm xin, cái đời IP, được anh em chia sẻ đánh giá rất là khá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.